nhận định trước trận đấu nữ Canada vs nữ Australia với tư cách đồng chủ nhà, tuyển nữ Australia đặt mục tiêu lọt vào bán kết World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử. Đây không phải mục tiêu viển vông của Australia, bởi lẽ họ từng vào tứ kết 3 lần trong quá khứ và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của Australia. Chân sút chủ lực Sam Kerr bỏ lỡ hai trận đầu tiên khiến Matildas gặp vô số khó khăn. Họ thắng nhọc Tân binh Ireland trước khi thua sốc đại diện của châu Phi, Nigeria. Trong cả hai trận đấu này, Australia đều được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt nhưng không thể hiện được điều đó trên sân. Thất bại trước Nigeria, đội đứng dưới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA đẩy Australia vào thế chân tường. Họ buộc phải thắng Canada trong trận đấu chiều nay nếu muốn tự quyết số phận. Trong trường hợp hòa Canada, Australia phải chờ Nigeria thua Ireland với hiệu số bàn thắng thua thấp hơn để giành vé vào vòng 1/8. Australia đương nhiên không muốn giao số phận của mình cho đội bóng khác. Sau khi New Zealand bị loại sớm, Matildas chịu rất nhiều áp lực. Họ sẽ chiến đấu hết mình để kỳ World Cup nữ lịch sử này không trở thành vòng chung kết đáng quên cho các nước chủ nhà. Tin tốt cho Australia là Sam Kerr đã sẵn sàng trở lại. Tiền đạo này đã ghi 63 bàn sau 120 trận cho Matildas và là điểm tựa đặc biệt cho họ. Không chỉ đóng góp về chuyên môn, sự xuất hiện của Sam Kerr hứa hẹn sẽ thúc đẩy tinh thần các cô gái của huấn luyện viên Tony Gustafsson trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.